Thưa quý vị, sáng nay, cùng với 3 phường khác, phường An Khê, quận Thanh Khê triển khai áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ. Theo ghi nhận của chúng tôi, để triển khai chỉ thị 16, phường An Khê đã huy động tất cả cán bộ, công an, dân quân tự vệ, quy tắc đô thị cùng các hội đoàn thể tham gia thực hiện. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, tính đến thời điểm này, phường đã có 16 ca F0 và 103 trường hợp F1 nên việc triển khai gặp không ít khó khăn. Tại đường Lê Trọng Tấn tiếp giáp với đường Trường Chinh, phường đã lập chốt giăng dây từ sáng sớm để hạn chế người dân di chuyển đến các địa bàn khác. Những trường hợp cán bộ công chân viên đi làm yêu cầu phải có giấy xác nhận của đơn vị, xem như giấy thông hành để ra vào. Còn những trường hợp chưa kịp làm giấy thì được phường tạm thời linh hoạt giải quyết cho đi, nhưng chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. So với việc thực hiện chỉ thị 16 trước đây thì lần này có khác nên người dân còn lúng túng chưa sẵn sàng. Sáng nay thì cơ bản là em thấy bỡ ngỡ tại vì là cái khu vực An Khê là tự nhiên kiểu như là phong tỏa hết. Vì chỉ thị 16 trước đây là toàn khu vực thành phố, là mình đi lại trong thành phố thì đi làm được. Còn buổi sáng nay là lại rất là khó khăn về việc đi làm, em phải báo lại cho bên chỗ nhân sự về cái tình hình khó khăn về cái chuyện đi lại để cho họ có các cái hướng giải quyết. Là em làm với công ty thoát nước Hòa Linh ấy, là em cần một cái giấy này và một cái giấy xét nghiệm của test nhanh nữa, là cái quyết định của công ty và giấy test nhanh là ok. Thực hiện chỉ thị 16, phường tổ chức chốt chặn ở 57 đường kiệt hẻm và 14 điểm chốt kiểm tra tương tự như đường Lê Trọng Tấn này. Tất cả đều triển khai thuận lợi. Riêng chốt tại đường Lê Trọng Tấn, do dân cư khu vực này quá đông, vẫn hàng ngàn hộ dân sinh sống, chợ duy nhất ở khu vực này đã đóng cửa, nên chỉ cần một bộ phận người dân đi nơi khác mua thực phẩm thiết yếu và đi làm, thì lượng người tập trung ra vào ngã tư này đã rất đông, nên việc chốt chặn kiểm tra theo phương thức như thế này là chưa phù hợp. Về cách thực hiện chỗ chốt Lê Trọng Tấn này là chúng ta là một cái huyết mạch giao thông. Lực lượng dân số ở đây rất là đông, lưu lượng xe vào ra vào rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là địa bàn của An thì phải nói là giáp ranh thì cũng là một cái địa điểm là rất là phức tạp, cũng không khác gì An Khê, cho nên để mà phòng chống dịch thì phải lập cái chốt ở đây. Mà tuy nhiên về phía phường mà thực hiện theo chỉ thị 16 này cũng có một số cái khó khăn nhất định. Thứ nhất là cái chỉ thị 16 áp dụng cho một phường lần đầu tiên tổ chức thực hiện thì phải nói là rất là khó, bởi vì người dân thì họ chưa hiểu được, còn lúng túng, rất là lúng túng. Cái thứ hai nữa là cái địa bàn là An Khê rất là rộng, cửa ngõ ra vào rất là nhiều, cho nên cái lực lượng mà tham gia mà giữ chốt thì phải nói là không có những cái chưa đảm bảo. Trước đây, Đà Nẵng cũng đã từng triển khai giãn cách theo chỉ thị 16 trên toàn địa bàn thành phố, và đây là lần đầu tiên áp dụng triển khai chỉ thị 16 chỉ ở phạm vi một số phường, nên việc triển khai trong ngày đầu tiên ở một vài nơi còn khá lúng túng. Tin rằng trong những ngày tiếp theo, việc triển khai giãn cách theo chỉ thị 16 ở các địa phương sẽ nhanh chóng đi vào nề nếp.